Hoàng Thiên hai họ. Dạ vâng ạ. Tối hôm nay em là vợ anh đúng không ạ? Ừ. Em chào anh MC. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên cho phép vợ chồng Ngọc Thúy và Đại Nghĩa xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị. Trời dạ. Đến giờ em mới biết vợ em tên Ngọc Thúy. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của Ngọc Thúy. 10 giây bắt đầu. ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và xin chào Ngọc Thúy, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn về bản thân cho chúng tôi được biết nhé. Vâng ạ, Ngọc Thúy là ca sĩ và hiện tại thì Ngọc Thúy có kinh doanh riêng về mảng chăm sóc sức khỏe và chăm sóc tinh thần. Anh hỏi thiệt nha. Bởi vì thật ra nếu như mà em được song ca cùng với một trong ba cái người còn lại ngồi trên kia thì anh nghĩ là có thể cái bài hát này sẽ còn hay hơn nữa. Em hát với anh cái bài này thì chắc có lẽ là nó cũng sẽ không có được giống như là em mong muốn, đúng không? Dạ, nếu mà cho em được lựa chọn á thì em vẫn chọn chồng em, Đại Nghĩa. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời. Khanh xin mời Tuấn Nghĩa. Ca khúc này đối với Nghĩa rất là dễ thương. Anh Đại Nghĩa cứ tự nói là chọn bất cứ ai ở đây cũng hay hơn anh Đại Nghĩa. Thế nhưng mà em nghĩ là không có ai lên trên đó và trình bày ca khúc này cùng Ngọc Thúy hay bằng anh đâu. Ngoài một cái giọng hát trời phú cho một cái người nghệ sĩ thì cái gương mặt và cái nét mặt nó vô cùng quan trọng. Thì Thúy đang là cái người sở hữu một nụ cười rất tươi sáng và đôi mắt biết cười. Nên là thành ra cái phần khi mà Nghĩa có thấy rằng là cái việc mà mình biểu diễn giao đãi với anh Nghĩa trong cái bài này đối với Thúy nó là một cái điều rất đơn giản. Và hai người ăn xăm ăn nhập với nhau giống như kiểu đã từng tập với nhau từ trước đây rồi. Bạn vừa giống một người ca sĩ vừa giống một người diễn viên. Trên cái sân khấu với cái tiết mục này nha, nó đã cả phần tai, nó đã luôn cả phần nhìn với Hải Yến. Nên là chúc mừng Thúy ngày hôm nay. Và vẫn lại là cái câu đó, không ai có thể hát hợp với Thúy hơn anh Nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Và một lần nữa cảm ơn anh Đại Nghĩa vì đã hỗ trợ hết mình cho Ngọc Thúy tỏa sáng trong tiết mục này. Rất đặc biệt, rất tuyệt vời đúng không quý vị? Một phiên bản từng yêu chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ nơi đâu. Bây giờ sẽ là 10 giây sau cùng để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Lựa chọn An Nguyễn thì nhấn phím A. Nếu như quý vị lựa chọn Y Jang Arun thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của bốn khách mời sau khi thưởng thức tiết mục này. Đầu tiên khán mời Tuấn Nghĩa. Đúng là em chưa bao giờ được nghe một cái bản từng yêu nào mà lạ và hay như thế này. Hai người là hòa quyện được vào với nhau. Tuyệt vời quá. Thật sự là đến bây giờ em vẫn chưa thoát được khỏi cái cảm xúc mà cái bài từng yêu này của anh và bạn An Nguyễn đã tạo cho em. Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Nghĩa. Sao anh hay thích làm người ta ngạc nhiên quá vậy? Nhưng mà rõ ràng anh mang đến một cái phiên bản từng yêu nó hoàn toàn khác, giống như lời của Tuấn Nghĩa nói. Nó hoàn toàn khác với tất cả những phiên bản trước đây mà em đã từng nghe, đã từng được biết. Và em cũng đã từng có cơ hội hát bài này thì nó hoàn toàn khác hẳn với cái suy nghĩ của em luôn. Đây vừa là một cái trải nghiệm, em nghĩ trải nghiệm mới với anh. Em nghĩ nó sẽ tạo ra một cái cảm giác thú vị đối với người nghe và thú vị đối với chính bản thân anh. Còn bên cạnh đó An, mặc dù em không phải là người được chọn cái ca khúc này đúng không? Nhưng mà bản chất của em sinh ra đã để hát cái dòng nhạc như thế này và tương tự như thế này rồi. Nên đây cũng không phải là một bài toán khó đối với An. Đó, mà nó sẽ lại tiếp tục là bài toán khó với những quý vị khán giả đang bấm máy tại đây. Cảm ơn chia sẻ của chị Hải Yến ạ. Thế anh Minh Luân, anh nghĩ gì? Nếu như có một sự lựa chọn, nếu như nha, được giống như là chọn 50-50 đi. Khó. Bây giờ là chia sẻ của anh Quốc Thiên ạ. Cảm ơn anh Luân. An thì có cái màu giọng cũng rất là cảm xúc của nữ, nó rất là phù hợp với ballad. Còn anh thì lại có một cái sự điềm tĩnh của một người đàn ông từng trải trong đấy. Nó Thiên nghe Thiên, nó du hồn Thiên. Và Thiên mong là chúng ta có kết quả xứng đáng nhất với An và anh Giang. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời ạ. Bây giờ sẽ là thời gian để cho chúng ta theo dõi kết quả. Thưa quý vị, bây giờ khanh mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính. Quý vị sẽ thấy kết quả. Xin mời. Lần này là 52% và 48%. Và người chiến thắng là người nhận được phần trăm bình chọn cao hơn. Sẽ là ai ạ? Xin mời. chịu. Khánh biết chắc chắn bạn đang rất bất ngờ. Mặc dù đây không phải là ca khúc mà bạn mang đến. Bây giờ hãy cho chúng tôi biết cảm xúc của bạn ạ. Thực sự như các anh chị đã nói, anh Y Jang chọn bài Tình Yêu là thực sự rất là fair play với tất cả các người chơi ạ. Nếu mà đúng với một cái bài mà phù hợp với chất giọng và thế mạnh của anh Y Jang thì tất cả các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay thực sự không ai là đối thủ của anh ấy cả. Và em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Đó là chia sẻ của An Nguyễn. Bây giờ chúng tôi rất muốn nghe những chia sẻ của anh Y Jang Arun. Y Jang chọn ca khúc này là muốn làm cái gì đó nó mới mẻ. Yeah. Yeah. Yes. Vẫn là lời cảm ơn của tất cả các anh chị dành cho Y Jang. Hôm nay rất là vui. Cảm ơn anh Y Jang rất nhiều. Và thưa quý vị, An Nguyễn cũng chính là giọng ca đã song ca với anh Quốc Thiên. Chúc mừng anh Quốc Thiên một lần nữa. Chờ dấu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Tình yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để được thấy nhau về sau, trả người về như ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là khao cùng nhau. Hẹn nhau em, kiếp sau ta lại nhận ra nhau, không đổi bước nắm tay nhau qua đời thương đau. Nước mắt để dành ta khóc những ngày có nhau bên nhau. Hẹn nhau nhé, hẹn nhau kiếp sau tìm nhau. Rời xa nhau, dấu tim vẫn còn mang tên nhau. Chỉ là dấu trên đây ta còn yêu nhau. Phía cuối cuộc đời ta hứa sẽ chờ dấu qua bao lâu, tình vẫn đậm sâu. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Giờ buông tay để đâu thấy nhau về sau, về những ngày tháng chưa bắt đầu. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là khao cùng nhau. Từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu, đến sau cũng chẳng thể có nhau bắt đầu. Chẳng cần tương lai, chẳng cần biết thương đau ngày mai, chỉ cần nhau. Về những ngày tháng chưa bắt đầu, ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là khao cùng nhau. Ai rồi cũng sẽ tìm được ấm êm sau khổ đau, chỉ là khao. Hay quá, hay quá, hay quá. Diễn như thật. Trời, quá tuyệt vời đúng không em à? Ráng tô dán đoạn cuối một xíu cho nó điếp mà kiểu em không điếp được luôn anh. Tại em sao? Dạ em hạnh phúc anh. Anh thấy tôi nhận không? Thấy được điều đó mà. Dạ xứng đôi quá trời luôn. Bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Và mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả sẽ chỉ chấm điểm dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi mà thôi. Các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho người chơi tỏa sáng. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Duyên Quỳnh. Xin chào bạn. Em xin chào anh MC, chào tất cả quý vị khách mời cũng như là tất cả quý vị khán giả. Mình là Thịnh Leon. Công việc lúc trước của mình là một diễn viên với nghệ danh là Hoàng Thịnh. Và bây giờ mình đang chuyển hướng trở thành một singer với nghệ danh là Thịnh Leon. Duyên Quỳnh cảm thấy như thế nào khi song ca với Thịnh? Dạ em cảm thấy hợp ạ. Hợp như thế nào? Dạ hợp và hay, cảm giác như là hai trái tim cùng nhịp đập anh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời còn lại. Anh thấy hay quá, hai người song ca với nhau như là đã từng tập luyện với nhau rồi, rất là tình cảm. Và chưa bao giờ tôi thấy tên của ca khúc này nó phi lý đến mức như vậy. Chỉ là không cùng nhau nhưng mà cô gái lúc nào cũng muốn cùng. Thế còn Nguyễn Hoàng Duy thì sao? Trước đó thì anh sẽ nhận xét một chút xíu thôi là đúng là đây là một cặp vừa xứng đôi vừa lứa nè. Và giọng ca cũng rất là quyện với nhau. Còn cái vấn đề mà bạn nữ hiện tại bạn đang có những cái cách diễn xuất như vậy cũng bình thường mà Chung. Không phải diễn xuất đâu, cái đó là thật đó. Thì đó, đó là thật luôn đó. Tức là miệng người ta thì người ta đang nói là không muốn cùng nhau nhưng mà thực ra trong cái tâm trí người ta là như vậy, thấy rất là hợp lý. Dạ nó mới có sự dây dứt trong bài hát, nó mới được thể hiện ra. Cảm giác như là hai bạn đâu đó trong quá khứ đã từng vô tình chạm mặt nhau ở một cái chương trình, ví dụ như đi hát với nhau chẳng hạn, có không nè? Dạ chưa bao giờ. Tại vì không lý nào mà cảm giác như là rất là xa duyên với nhau, gọi là duyên. Anh ơi, cái sự connect nó bắt đầu từ cái nắm tay đầu tiên rồi anh. Dạ đó, nó nối từ đó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Quang Hà. Thịnh hát hôm nay rất là hay. Và Duyên Quỳnh thì hôm nay không chỉ hát mà còn đi bè cho Thịnh nữa. Và cảm thấy rằng hai bạn như kiểu đang là hòa quyện với nhau, từ trái tim cho đến giọng hát đến ngoại hình rất là đẹp. Cảm ơn anh Quang Hà và các khách mời. Và bây giờ anh có một thắc mắc, đó chính là trong 8 bài hát mà em phải tập á, thì ca khúc vừa rồi là em dành thời gian nhiều nhất chưa, hay là có bài nào khó hơn với em không? Ca khúc mà em tâm đắc nhất đó là ca khúc Vị Ngọt Đôi Môi. Vị Ngọt Đôi Môi không biết là của khách mời nào mang đến ạ? It's me. Wow. Bạn có thể hát một câu tặng cho anh Quang Hà được không nào? Khi thời gian như đứng yên lại qua ngày dài ôi chiếc hôn đầu, và giữa hơi thở đêm mê ngây ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Dạ vâng, cảm ơn Thịnh Leon rất nhiều. Còn yêu nhau, còn thương nhau, là phương xa nhau vào. Ngày mình xa nhau em khóc theo bóng anh đi. Em có biết anh đã có ghi chặt nước mắt. And you know, mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để trọn đêm chẳng thể chợp mắt. Without you, cause without you, anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trào dâng. Cần làn môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần vì sao. Bây giờ đây là anh muốn hát, hát, hát nhớ em người ơi. Anh muốn hát, muốn hát, muốn hát lên nhớ em người ơi. Thèm được bên em, được yêu, được hôn, nhớ em nhiều quá. Thèm được bên em, được yêu, được hôn, ngày mình xa nhau em khóc theo bóng anh đi. Em có biết anh đã cố khi chạc nước mắt and you know. Mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, anh đã không thể nào tìm cách để tròn đến chẳng thể chợt mà without you. Cause without you anh đã không thể nào tìm cách dừng lại nỗi nhớ từng đêm trao dâng, cần lần môi ấm ngọt ngào khó ngàn lần vì sao. Bây giờ đây là anh muốn hết, hết, hết nhớ em người ơi. Anh muốn hết, muốn hết, muốn hết lên nhớ em người ơi. Em được bên em, được yêu, được hôn nhớ em như qua. Em được bên em, được yêu, được hôn nhớ em như qua. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Quý vị nếu chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian 10 giây bắt đầu. Xin quý vị hãy bình chọn cho thí sinh buồng số 1. Mỗi lượt bình chọn của quý vị là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi. Xin cảm ơn. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với Tuấn Nghĩa nhé. Xin chào bạn. Dạ, lời trước tiên cho Thế Cường xin gửi lời chào đến 4 vị khách mời. Cảm ơn anh Tuấn Nghĩa, các khán giả tại trường quay và khán giả đang xem đài cũng như anh MC rất là dễ thương. Xin chào Thế Cường. Thế Cường đến từ đâu ạ? Dạ, em là người quê gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Thế công việc hiện tại của Thế Cường là gì? Dạ, em ban ngày thì kinh doanh và ban đêm làm ca sĩ bán chuyên. Ca sĩ bán chuyên có vẻ như rất khiêm tốn. Không biết anh Quốc Thiên nghĩ sao? Lúc nãy anh Thiên có nói với Khanh là màu giọng của Thế Cường rất đẹp. Cường thì anh cũng thấy rất là thú vị với giọng hát của em. Khi mà em hát cái quãng trung trầm ấy rất là bắt mic. Nhưng mà khi lên cao thì lại rất là sáng. Và khi mà anh nghe hát với Nghĩa thì anh thấy là hai người rất là ăn ý với nhau. Cho Thế Cường có ý kiến về tiết mục của bạn Thế Cường. Thì đầu tiên thì Thế Cường thấy cái bài này là một bài tương đối khó. Dạ vâng. Về mặt kỹ thuật. Và bản thân Cường thì đã thể hiện nó chứ là hết sức mình rồi. Nhưng mà cái nghề ca sĩ hay nghề diễn viên của mình đó là nó là một cái chặng đường rất là dài. Anh nghĩ em nên trau dồi thêm về cái kỹ thuật thanh nhạc, về cái nhã chữ á. Em nên học anh Tuấn Nghĩa. Ngay cả ngoài đời ổng nói chuyện cũng đã điệu rồi. Hả? Nói chuyện cảm xúc. Anh ơi, em có điệu đâu. Cũng là một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các khách mời. Khanh nghĩ rằng đây sẽ là những cái kinh nghiệm và cũng là cái hành trang rất là quý báu để cho Cường có thể áp dụng vào công việc của bạn. 10 giây, bắt đầu. Tự hát cái nữ của anh ha. Tự hát cái nữ đi, cái tông giọng dễ hơn. Bấm đi Liên ơi, 3 năm. Bấm nút đi ạ. Căn phòng số 3. Bây giờ sẽ là liên khúc 20, 40 và Kim với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Liên và người chơi trong căn phòng số 3. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với chị Ngọc Liên. Nếu như chọn chúng ta nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. 10 giây, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Em xin chào tất cả 4 vị khách mời cùng mọi người đang có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Rất dễ thương phải không quý vị? Bạn tên gì ạ? Xinh quá trời. Dạ, em tên là Bùi Huyền Thảo My. Em còn có nghệ danh là My Caron. My Caron. Em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thế có nghĩa là ca hát là cái niềm đam mê của bạn đúng không? Dạ. Em theo ca hát từ nhỏ nhưng mà lúc mà học đại học thì em lại vô trường học. Cái chuyện mà là một diễn viên đi làm ca sĩ là điển hình Nam Cường đây. Anh Nam Cường này em cũng là trường sân khấu điện ảnh mà ra. Thì sau này ảnh thành công đầu tiên là bên vai trò ca sĩ chứ đâu phải là diễn viên đâu. Ảnh thành công bên ca sĩ xong rồi lúc ảnh quay ngược ra về anh đóng phim, anh đóng kịch. Anh đã chọn cái con đường nào cũng được hết trơn, miễn sao mình làm thật tốt với cái công việc mà mình đang lựa chọn ha. Anh lúc đầu anh hơi lo tại vì chị Liên ra giọng chị dày quá. Đúng rồi. Giọng chị dày và cái lực của chị hát cũng như là cái năng lượng của chị ở trên sân khấu á, tức là em rất là lo lắng khi mà em vừa mở cái mạng xuống một cái em ngồi em nhẩm đi, ây da bạn này trẻ quá, bạn này trẻ quá. Anh sợ rằng cái giọng của em sẽ bị mỏng hơn khi đi ra, nhưng đó là cái lo sai lầm của em anh. Khi em bước ra em cất tiếng hát lên, đúng là cái giọng của em nó có hơi mỏng hơn một chút thật, nhưng đổi lại giọng em rất sáng. Giọng em rất sáng và ăn micro và nghe rất là bắt tai theo kiểu dễ thương, rất là phù hợp với lại cái ca khúc này. Liên cũng hơi hồi hộp khi bạn xuất bằng cất giọng hát lên thì Liên nói là rồi, Liên là chọn đúng cái giọng rồi, tại vì cái giọng bạn đúng cái sở trường của Liên luôn, cho nên là hai đứa sẽ hát ăn ý và Liên cũng với bạn cũng giao lưu, cũng hát, cũng hiểu ý. Khi mà ánh mắt của Liên nháy bạn thì bạn cũng biết và bạn đổi chỗ và bạn cũng khều khều Liên chị giống như là chị phải vậy không? Thì đổi qua đổi lại thì thấy có sự ăn ý cũng nhẹ nhẹ. Nên là rất hài lòng với em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Anh Nam Cường ơi, anh cảm xúc như thế nào ạ? Một cô bé nhìn từ xa rất là dễ thương, rất là mong manh. Thì anh chỉ sợ là em sẽ bị lép so với chị Liên. Nhưng mà cái giọng của em rất là sáng, tức là hai người sẽ không bị chồng lên nhau, nó sẽ có những cái điểm riêng để tạo nên cái điểm gọi là các cá nhân của mỗi người trong cái ca khúc. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại. Rồi một ngày trời không biết xanh, rồi một ngày hàng cây vắng tanh, và cơn gió mang mùa đông tới cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bực thêm này còn in dấu chân. Mùa đông tới em chờ anh mãi, lá hoa thu sang nay đã úa tàn. Giờ đây em biết đang mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng em đau đớn như trái tim vẫn như thầm nói. Giờ đây em biết đã mất anh rồi đấy. Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi, lòng em đau đớn như trái tim vẫn như thầm nói em vẫn yêu anh, em mãi yêu anh, em mãi yêu. Giọt sương đã tan, còn in dấu chân mùa đông tới em chờ anh mãi lá hoa thu xa ngày đó úa tàn giờ đây em biết đã mất anh rồi đây ngày mùa đông đến nghe vang xa tiếng mưa phùn rơi. Và bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Thanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ em chào anh ạ. Em chào bốn vị khách mời ạ. Và toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như là toàn thể quý vị đang xem chương trình tại màn ảnh nhỏ. Em tên là Phương Diễm Huyền. Xin chào Phương Diễm Huyền. Thật sự cái giọng bạn rất là hay quý vị, bởi vì cái giọng nó ấm, nó trầm mà vừa đẹp nữa chứ. Yeah. Đó thì chị chúc mừng em có bài biểu diễn tốt ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời ạ. Đầu tiên là xin chúc mừng bạn và chị Ngọc Liên đã có phần trình diễn ăn ý với nhau. Phải nói là em có cái bản lĩnh sân khấu và thực sự là em tỏa sáng với cái bài hát này. Từ trang phục, từ ngoại hình cho đến cái chất giọng và cái phong cách của bản thân em, nghĩ là em đã thể hiện được rất là tròn trịa cái phần của mình. Em phải cảm ơn chị Ngọc Liên rất là nhiều, bởi vì chị Ngọc Liên hát bè rất là chuẩn. Hỗ trợ em rất là nhiều. Chúc mừng hai chị em một phần trình diễn đẹp. Cảm ơn Bách rất nhiều. Cảm ơn Hoàng Bách ạ. Đặc biệt chị thích cái giọng mà hát của em á, nó có một cái sự khắc khoải, rất là có nội tâm. Phải nói thực sự là như thế. Ngoài ra chị Liên là một cái sự bùng cháy đúng với cái chất của chị Liên ra rồi, thì em cất cái giọng em hát lên nó hay lắm. Nó có là một cái tem giọng hoàn toàn khác, nhưng mà lại cũng rất là phù hợp với cái thể loại nhạc này. Đặc biệt là cái đoạn sau nữa, cao trào lên điệp khúc. Thì chị Liên đã hỗ trợ em tối đa và chúc mừng cho em đã hoàn thành tốt cái phần biểu diễn của mình. Cảm ơn bạn yêu. Cảm ơn chị Vân Khánh. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời nói khích lệ động viên của anh Kim Tử Long dành cho một cô gái rất xinh đẹp. Áo đỏ kìa anh, áo đỏ anh. Nếu mà bên tài tử thì người ta gọi là đây là một cái giọng thổ pha kim. Nghe nó rất đặc biệt. Anh chúc mừng em, hy vọng rằng em hãy theo cái dòng nhạc này, nó sẽ tỏa sáng cho em. Cảm ơn các khách mời còn lại. chút bối rối, chạm tay anh rồi vì anh đàn mơ rất dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi vì em yêu chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, làn môi nhẹ nhàng khi em yên say trong giấc. Và có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi, vì anh luôn mong được có em. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ. Con tim này đừng ngóng trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, và để cho tình trọn vẹn chúng ta, vì nơi con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ. Yêu dấu tình ai, người hãy đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi, để cho lòng anh thôi nhớ mong. Quý vị thân mến, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. Chúng ta sẽ có 10 giây, nếu như chọn thì nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và cùng hãy làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, là nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến 4 vị khách mời, các khán giả tại trường quay và cũng như các khán giả đang xem trên đài truyền hình. Dạ, em tên là anh Tuấn. Dạ, hiện đang là ca sĩ tự do. Xin chào anh Tuấn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe 3 khách mời chia sẻ về tiết mục Trót Yêu này. Chị Ngọc Liên. Thật sự bước ra sân khấu là chị thấy em là chắc chắn là sẽ hợp với Bách. Đúng là Bách đã hỗ trợ cho em cái phần trình diễn này rất nhiều, em nên cảm ơn Bách đi. Em hát một cách coi như là hết mình của mình, và bè qua bè lại nữa, mà nhờ cái sự bè của Bách quá hay luôn. Cho nên cái bài hát này làm hai giọng của anh em, hai anh em là hòa quyện với nhau để có một tiết mục thật là hay. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Thầy muốn nghe chia sẻ của anh Kim Tử Long và chị Vân Khánh. Bài Trót Yêu, giai điệu nó quá hay rồi, rồi cộng hai cái giọng hát quá tuyệt vời nữa, thì nó bùng nổ ra. Tuyệt vời, chúc mừng. Chị Vân Khánh ơi, chị thôi, nghĩ gì? Ý này cộng lại như trên đi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của các khách mời rất nhiều. Và chúc mừng cho Dương Anh Tuấn. Bạn đã hoàn thành tiết mục của mình. Và chúng tôi hy vọng rằng phần trăm bình chọn của khán giả dành cho bạn cũng sẽ thật là cao. thì anh chuẩn bị đi chùa Hương nè. À chị mình đi chung mà. À anh dạ. Mới gặp em nè. Hai cái màu cũng không nhiều lắm à. Mặc dù đây là tiết mục song ca, nhưng quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ bình chọn dựa trên tiếng hát và phần biểu diễn của người chơi. Anh Quốc Đại cũng như là các nghệ sĩ khách mời sẽ chỉ làm nhiệm vụ là hỗ trợ cho các bạn tỏa sáng mà thôi. Và quý vị khán giả tại trường quay sẽ có 10 giây để đưa ra lựa chọn cho mình. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số bình chọn của khán giả sau khi 8 tiết mục song ca hoàn thành. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh. Hãy tự giới thiệu về mình nhé. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi tới tất cả các khách mời, tất cả quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay và khán giả xem đài. Em xin tự giới thiệu, em là Hoàng Ngân Ánh và em sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc và hiện tại thì em đang học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Hoàng Ngân Ánh, một tiếng hát rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Chị chào em. Giọng hát em rất là dễ thương, từ cái thần thái em bước xuống này, em giao lưu với anh Quốc Đại là chị thấy ở em một cái sự tự tin, rất tự tin và biết cách để giao lưu và làm chủ cái sân khấu của mình. Thực ra là khi mà anh Đại chọn em là chị biết là cái phần trình diễn của em sẽ được tỏa sáng, bởi vì giọng ca của anh Đại là quá hay về dân ca bolero rồi. Bởi vì cái này là ở ngoài hai đứa rất thân, không phải là mình lên đây mình khen bạn đâu, nhưng mà thật sự giọng của bạn đã hỗ trợ rất nhiều cho bạn Ánh ngày hôm nay. Bài hát hôm nay đối với em như vậy là chị rất thích và trọn vẹn rồi. Xin chúc mừng em. Em cảm ơn chị. Quốc Đại đã từng biết Ánh rồi và hôm nay thì hơi bị bất ngờ khi mà ép Ánh phải hát ca khúc này. Và một cái ca khúc hoàn toàn không phải sở trường, mà Ánh thì chuyên về cái dòng trữ tình thôi. Thành ra hôm nay đối với anh thì Ánh đã làm rất là tốt. Và với cái vẻ tự tin của Ánh trên sân khấu thì tuy là lần đầu tiên là hai anh em mình kết hợp cùng nhau một tiết mục, mà anh cảm thấy em rất là nhanh. Và với cái tinh thần này anh nghĩ em sẽ còn tiến xa nữa. Cảm ơn tiết mục đầu tiên của Hoàng Ngân Ánh cùng với ca sĩ Quốc Đại. Gió xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu? Trùng phương phí em cần là tuổi tôi 18, thở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu của tôi là cơn khắc nỗi nhớ trên cơn Thưa quý vị, một tràng pháo tay nữa dành cho Phượng Hồng. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn, bạn đến từ đâu ạ? Dạ, em xin chào anh MC Bạch Công Khanh. Em xin chào 4 vị giám khảo và quý vị có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Kính chào các khán giả đang xem chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Xuân Dũng. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đến từ thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ạ. Xin chào Nguyễn Xuân Dũng. Ca khúc vừa rồi có phải là một cái dòng nhạc mà bạn yêu thích hay không? Em thì theo dòng nhạc chính đó là dòng thính phòng và bán cổ điển. Dạ. Nhưng mà khi mà được chị chọn hát bài này thì em cảm thấy là trong mình dạo dực một chút gì đấy, quay trở về tuổi học sinh, sinh viên ạ. Vâng ạ. Đó là chia sẻ của Nguyễn Xuân Dũng. Thế còn Hồng Gấm? Đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất của em trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì bạn rất là đẹp trai. Và mọi người nghe thì mọi người biết là bạn này chuyên về thính phòng. Nhưng qua cái ca khúc này thì Hồng Gấm cảm nhận được bạn thể hiện cái cảm xúc nó rất là dạt dào. Mà ánh mắt thì long lanh nữa. Thì không biết là bạn có nhớ về một cái kỷ niệm nào thời đi học, một mối tình nào đó hả? Ngày xưa em đi học ấy thì nói chung là cũng có một chút gọi là tình yêu mà cũng nảy nở hơi sớm một chút. Một chút là bao lâu chút và bao nhiêu em? Dạ, bao nhiêu mối tình và là lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ, có một chút nhớ, một chút thương. Thực ra là bây giờ để mà đếm thì thôi em không, xin phép không đếm. Biết vậy là số nhiều. Để đó. Số nhiều. Nhưng mà Gấm nghĩ là nó động lại được trong bạn cái cảm xúc đó để bạn có giọng hát như ngày hôm nay. Rõ ràng là khi mà Dũng hát ca khúc này, bạn còn rất là nhiều năng lượng trong bạn. Và em đã biết tiết chế giọng của mình để hợp với ca khúc Phượng Hồng và cũng như là hợp với lại Hồng Gấm. Hôm nay là Hồng Gấm hát quá trời hay. Và sự xuất hiện của Dũng nữa làm cho một cái bài hát nó rất là tuyệt vời. Một cái bên sự nhẹ nhàng, dịu dàng, thì một bên là cứng cáp, vững chãi. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chúng ta có thể gọi đây là một màn song ca rất ăn ý. Anh Long Nhật đồng ý không ạ? Anh còn nói với Quốc Đại, với Nam Cường là dạ như em mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tại em đâu có biết được anh hát bài gì. Nhưng mà nếu như lần sau gặp lại, anh mà muốn nghe một phiên bản nữa của Phượng Hồng với hai em mà nhớ mặc áo dài trắng và sơ mi trắng nghe. Tài trợ vậy không? Rất là đẹp đúng không anh? Anh Nhật ơi, anh tài trợ làm nhạc với quay đúng không? Đúng rồi, anh làm đi cho. Anh hứa luôn rồi kìa. Hứa rồi nha. Anh hứa. Dạ, cảm ơn Long Nhật rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của anh Nam Cường sau khi theo dõi tiết mục này. Một tiết mục đã về phần nghe và đã cái phần nhìn. Tại vì là hai bạn ở trên sân khấu, hai cái giọng nó rất là hợp với nhau. Và cái bài hát này ra khi mà bạn hát á, Cường cảm nhận ra một cái phiên bản hoàn toàn khác với những gì mà anh Long Nhật hay là những nghệ sĩ khác trước đây đã thể hiện rất thành công bài hát này. Riêng với bạn thì nó là một cái phiên bản riêng của bạn luôn, một cái Phượng Hồng kiểu khác. Nên nãy giờ mọi người hơi đùa ở dưới này đó, Phượng là nhuộm đỏ luôn. nó rực luôn, giống như là một cái cây phượng đỏ rực vậy đó. Thì bạn mang cái cảm xúc đó. Thực ra thì hát kiểu nào cũng không quan trọng, quan trọng là có mang được cái cảm xúc cho người nghe hay không, và bạn mang được cái điều đó. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam Cường cũng như là các khách mời còn lại, và một lần nữa cảm ơn Nguyễn Xuân Dũng vì đã cho chúng tôi nghe một bài hát với tiếng hát rất là tuyệt vời của bạn. Vừa thưởng thức ca khúc Độc Thoại, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 10 giây của quý vị, bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa xong ca với Hồng Gấm. Dạ vâng, trước tiên thì cho phép em xin được gửi lời chào đến 4 vị ban giám khảo và cũng như tất cả mọi người có mặt trong phim trường ngày hôm nay ạ. Dạ, em tên là Lê Châu Phương Tùng, hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Phương Tùng, công việc hiện tại của Tùng là gì? Dạ, em là ca sĩ tự do. Hôm nay có phải là một cái duyên khi mà bạn biết đến chương trình này hay không? Dạ đúng ạ. Trước giờ ít khi nào mà em nghĩ rằng là mình sẽ có được một cái cơ hội để được song ca với một người nổi tiếng. Tại vì công việc của em là chủ yếu là hát ở những cái tụ điểm nhỏ hơn. Cho nên là việc mà có được một cái chương trình để có thể song ca cùng với một người nổi tiếng thật sự là một trong những điều mà em ao ước rất là lâu rồi. Bạn em đang đã được thành sự thật ạ. Em thì là hơi sợ nha. Tại sao vậy? Bạn hát mà bạn nhập tâm mà cái ánh mắt của bạn nhìn em nói chết nhìn sâu thẳm vào mắt mình đúng không đó? Chết rồi, em có lỗi gì? Cái cách hát của em ở bài này thì rõ ràng là Hồng Gấm đã bị choáng ngợp. Xin cảm ơn ạ. Thật ra thì bạn bước ra là thấy một người rất là phong cách. Bạn có một cái kiểu, một cái style riêng của bạn khi bước ra sân khấu. Thì cái đó là một cái điểm cộng. Bởi vì mỗi ca sĩ bước ra sân khấu sẽ phải có một cái riêng. Và cái điểm của bạn ngày hôm nay là chắc chắn rằng sau chương trình này mọi người sẽ nhớ đến tiết mục này, bởi vì cái cách bạn thể hiện. Nhưng mà diễn trên sân khấu thì có một cái nữa là mình phải tương tác với bạn diễn một chút xíu nữa. Nếu mà mình đưa cảm xúc, ok mình có nhiều cảm xúc dạt dào, nhưng mà mình để cho bạn nữ đứng chơi chọi như vậy á, thì thành ra cũng hơi tội cho nữ. Tùng là tương tác với lại Gấm đó, mà lại Gấm cố tình Gấm lùi để Gấm bè. Cố tình lui về phía sau. Hồng Gấm đầu tiên, Hồng Gấm solo quá hay. Cái voi của em quá đẹp. Kể cả cái bài trước Phường Hồng và bài này Độc Thoại. Cái dòng hát em là một tiếng hát lồng lẫy. Và cùng là em đang kể một câu chuyện tình bằng âm nhạc, bằng chính con tim và khối óc của em. Hoàn toàn không giống ai hết. Tốt xấu hay giờ gì, em phải là em cả đã. Đó mới là nghệ sĩ. Anh rất là đồng ý trong cái phần biểu diễn của em. Yeah. Cảm ơn những chia sẻ và những đóng góp rất là quý báu của các khách mời dành cho Phương Tùng. Một lần nữa cảm ơn Phương Tùng vì đã dành cho chúng tôi một cái tiết mục rất là mãn nhãn vừa rồi. Một câu chuyện mà bạn đã kể theo cách của riêng mình. Thưa quý vị, và đó là tiết mục song đấu của Nhi Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con Đường Màu Xanh. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay cũng sẽ có 10 giây để bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như chọn Nhi Nhi, quý vị nhấn phím A. Chọn Bùi Văn Đại, quý vị nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều và lát nữa đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Còn bây giờ thì Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Quốc Thiên, bởi vì đây là hai người chơi đều đã từng song ca với anh trong song ca Giấu Mặt. Thiên rất là vui khi mà hôm nay Thiên may mắn được hát với hai bạn Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Hai bạn đã hát hết sức mình, rất đầu tư vào trong cái tiết mục của mình. Cái điều đấy là cái điều mà Thiên rất là trân trọng. Thiên rất là cảm ơn các bạn. Đại cũng rất là cố gắng. Cái giọng của Đại là đặc trưng là ấm áp ấy, nên là khi mà hát lên người ta rất là có thiện cảm. Còn Nhi Nhi thì là một cô gái hát rất là chắc chắn. Và chúc mừng hai em Đại và Nhi ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Thiên. Trong cái thời gian ngắn thôi, Nhi đã xử lý được rất là tốt. Mình không có nằm trong cái vùng an toàn mà thoát ra cái vùng an toàn luôn, mà có thể feel được cái điều đó. Tôi xem hai bạn hát mà tôi cảm giác như là đây không phải là tiết mục hai bạn mới vừa tập. Cảm giác như hai bạn đã hát chung với nhau rất là lâu rồi, rất là tự tin. Theo cái ý kiến riêng của em ấy, thì ca khúc này Đại hát rất là tốt. Về Nhi thì em hát em rất là tự do. Rồi em bè nữa, em bè cho Đại. Rồi xong là em cũng rất là chủ động trong cái phần hát của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất khác nhau của các khách mời. Và bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Ta có hai con số là 51% và 49%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát nhận được 51%. Xin chúc mừng Bùi Văn Đại. Bùi Văn Đại chính là giọng hát giành chiến thắng của song ca Giấu Mặt. Bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Chúc mừng. Và chúc mừng Quốc Thiên. Đây là giọng hát đã song ca cùng với anh. Vậy là hai chúng ta đã sao lìa nhau, một tình yêu thiết tha kết trong niềm đau. Đoạn trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau, đến nay hóa ra biển sâu. Chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu. Tình nào ta khát khao đã phải tàn mau. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau. Về sao cửa sâu thật sâu, nhưng về sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết cho người, cả xác thân và tấm linh hồn. Và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến mai này sao. Những đêm hát yêu vật vờ, vờ như đang đắm đuối trong mộng mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau. chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu đối với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu khi trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa sẽ nát tâm hồn nhau. tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa, và em biết anh sẽ quên hết, anh sẽ những bài tình ca viết riêng tặng em. Trái tim anh có hình bóng ai kia, đâu chỉ riêng em, riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình giang dối, và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em, và em biết trái tim anh có hình bóng đâu chỉ riêng em, và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa, khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa. Quý vị, và đó là tiết mục song đấu của Vũ Đức Mạnh và Hải Phương. Bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn. Nếu như quý vị chọn Hải Phương thì nhấn phím A, và Vũ Đức Mạnh thì nhấn phím B. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Chúng ta vừa mới được xem trình diễn một cái tiết mục không hề có tập trước. Đây là một màn collab, phải gọi là không có lời nào bàn nữa. Anh thật sự phải ganh tị. Anh ganh tị vì tụi em có một cái tiết mục quá xuất sắc, và anh cũng ước gì anh được biểu diễn như vậy. Cái tiết mục này là đúng là bắt mắt, mắt nghe luôn. Chúc mừng hai em đêm nay thật là tỏa sáng. Bây giờ là sự may mắn thôi à, chứ hai người là cũng là 9-10 rồi đó. Dạ vâng, cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên. Mặc dù thời gian chuẩn bị cho tiết mục này cũng rất là ngắn, nhưng mà chúng ta cũng thấy được sự ăn ý của hai bạn, cũng như là Vũ Đức Mạnh đây không phải là dòng nhạc sở trường của bạn ấy, nhưng mà bạn ấy cũng một cái nghĩa cử rất là đẹp khi mà nhường cho Hải Phương để chọn ca khúc của Hải Phương. Không biết anh Nam Cường thì nghĩ sao? Cường là vô tình chọn trúng hai bạn, có hai giọng ca rất là tuyệt vời và lọt vào đến cái vòng cuối cùng như vậy. Đó là một cái sự may mắn của bản thân Cường, rất là may mắn. Khi hai bạn biểu diễn trên sân khấu với hai giọng ca hay thì tạo thêm một tác phẩm tuyệt vời là điều hiển nhiên rồi. Và thực sự cảm thấy hạnh phúc với tiết mục này của hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Phải nói rằng đây là một cái sự hòa quyện tuyệt vời, và biết đâu sau cái chương trình này thì hai em có thể kết hợp với nhau, một đôi song ca ăn ý với nhau về ngoại hình lẫn về giọng hát luôn. Chúc mừng các em. Cảm ơn chia sẻ của anh Đại Nghĩa và các khách mời còn lại. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt lên màn hình chính để theo dõi kết quả. 51% và 49%. Nghĩa là có một người giành được 51% và người còn lại là 49%. Và ai sẽ là người chiến thắng? Đó chính là người nhận được 51% thưa quý vị. Trời ơi, thả miếng kìa anh. Và giọng hát giành chiến thắng trong đêm nay là người đã song ca với anh Nam Cường. Cảm ơn Hải Phương. Chúc mừng Hải Phương là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mộc. Bạn đã mang về cho mình giải thưởng 10 triệu đồng. Cả hai tiếng hát này đều đã song ca với anh Nam Cường, và chúc mừng anh Nam Cường một lần nữa. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi, ngồi nơi đây vầng trăng khóc sao rơi sông dài, tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giông bão nhiều đắng cay, cuốn trôi mau biết đâu tình nồng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một đêm. Ngồi nơi đây mình đơn côi, vầng trăng khóc sao rơi sông dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn. Khóc chi người vì anh biết, nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Trước khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng. Dù gắn nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chỉ thêm đau lòng. Tình chúng ta đã vội vã, em dù gắn nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu. Trời. Thưa quý vị, tuy đây là tiết mục song ca, nhưng phần bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay sẽ chỉ dựa vào giọng hát và phần biểu diễn của người chơi. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với chị Khánh Ngọc. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này sau khi 8 tiết mục song ca của khách mời và người chơi hoàn thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Xin chào chương trình, xin chào các anh chị khách mời và xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Trời, giọng giống MC dễ sợ. Dạ vâng, em tên là Đỗ Quốc Hương, em đến từ Bình Dương. Hiện tại thì em đang là phóng viên, phát thanh viên. Giọng nói rất là truyền cảm. Mặc dù là hai người không có biết nhau và không có thấy được nhau, nhưng mà khi mà bước xuống thì thấy là từ trang phục nè, rồi xong rồi tự nhiên cái bè bối, nói chung là bạn, có nghĩa là bạn chắc bạn yêu thích ca khúc này phố hôn, cho nên là lúc mà hát á, là lúc mà bè đó tiện thấy nó, chị cảm thấy giống như là chị đang được hát một phiên bản mới, nó rất là hòa quyện với nhau. Và chị xin cảm ơn em đã yêu mến ca khúc Vườn Trăng Khóc, và em hát rất là chị cảm thấy rất là hay và rất là tình cảm. Cảm ơn chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các Ngọc chia sẻ của khách mời. Giờ Nhật Tinh Anh là hay ở nước ngoài. Đúng rồi. Thì Ngọc có thể suy nghĩ về partner này. Partner có thể mình có thêm một cái hát ở Bình Dương rồi xong rồi lén lén ngồi ké làm MC ké nữa. Bữa nãy giờ anh xem tiết mục này anh thấy Duyên Quỳnh ngồi với. Trời ơi, sao mình không được hát chứ, mình chọn trước rồi trời ơi. Anh Đại à, thấy rõ ràng luôn. Anh Đại lúc đó anh biết khi mà Vườn Trăng Khóc vang lên mà khi bạn nam bước xuống, anh Đại biết em hát sao không? Tiếc cho tôi, thích cho người. Dạ thích cho người. Dạ em chúc mừng chị Ngọc, hôm nay chị Ngọc chọn được một partner quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của Duyên Quỳnh và anh Quốc Đại. Thế anh Hồ Trung Dũng anh nghĩ gì ạ? Em hát rất là chắc, sân khấu cũng rất là vững, em di chuyển trên đó và em ngay phản ứng rồi tương tác với lại chị Ngọc rất là chuyên nghiệp. Và thực sự là mở màn chương trình ngày hôm nay, đây là một cái bản song ca rất tuyệt vời. Tiết mục đầu tiên rất tuyệt vời. Tay trao hơi ấm dồn dào đôi tim mừng vui gặp gỡ trong ngày mới, nắng say tình giấc ngập lối, nắng lên qua hàng cây, gió mơn man đùa là lời đàn bướm, bước chân vui hạnh phúc, nắm tay ta về vùng trời bình yên. Vỗ tay được cổ vũ cho người chơi vô số 2. Trời đẹp quá. Bây giờ sẽ là 10 giây để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiết mục này. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Mười giây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ làm quen với người chơi vị trí số 4. Xin chào bạn. Dạ xin chào MC. Dạ lời nói đầu tiên cho con xin gửi lời chào tới quý ca sĩ khách mời cũng như là khán giả đang xem chương trình Song Ca Giấu Mặt. Con xin giới thiệu ạ, con tên là Hồ Quang Tùng, năm nay con 22 tuổi và con đến từ Đắk Lắk. Dạ. Xin chào Hồ Quang Tùng, một chàng trai còn rất là trẻ. Các nghệ sĩ khách mời còn lại chúng ta cảm thấy như thế nào? Tiết mục hát rất là hòa quyện với nhau và chúc mừng Tùng đã có một tiết mục rất hay. Và Tùng ơi, khi mà đặc biệt là khi diễn, khi mà hát song ca với anh Long Nhật thì cực kỳ là phải nhanh nhạy sân khấu, bởi vì ảnh bung chiêu liên tục. Và hồi nãy là có đoạn ảnh tự sự, và đôi khi nó cái nhạc thì con phải vững, và con đã làm rất là tốt. Cảm ơn Quốc Đại. Chúng tôi rất muốn nghe nhận xét của anh Sĩ Luân. Anh có cho đây là một tiếng hát mà là một đối thủ đáng gờm với người chơi vừa song ca với anh không? Anh Sĩ Luân nghĩ là chắc chắn, bởi vì ngày hôm nay thì mỗi bạn có một màu khác nhau, và cái hay hơn hết là giữa các bạn và chúng tôi là những người không gặp nhau, cũng chưa tập dượt bao giờ cả, nhưng mà cái sự hòa hợp giữa chúng ta rất là tốt. Đây là một cái yếu tố hết sức đặc biệt, và Sĩ Luân nghĩ là chương trình đã tạo ra một cái sân chơi mà mới đầu chúng tôi nghĩ là sự thách đố, nhưng đây là một cái sự hòa quyện rất là tốt. Chúc mừng bạn có một bài hát rất hay. Cảm ơn Sĩ Luân rất nhiều. nghe có gì như tha thiết qua lối mộng chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân, em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn dối nhìn chiều hôm, em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thuở mẹ đời cha thương lắm như suông đời phù sa, em quên tên lúng rau càng cua mộng mơ thêm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Cha đưa em đi học ngôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sợ lắm bùng, cha ngồi xung cổng em cha nói cưỡi ngựa ngựa a ti. Sớm khôi sớm chân mây hỏi rằng có phải sương mai, trăng ngao trăng ai đi vui vàng bóng dáng thơ ngây. Tia nắng nhuộm vàng khung sớm, cơn gió rùng bóng bưởi trắng, nghe có gì như tha thiết qua lối mòn chưa quen biết. Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân, em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn dối nhìn chiều hôm, em chưa yêu ngoài thành khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa, thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa, thuở mẹ đời cha thương lắm như ruộng đời phù sa. Quá hay quá, một tiết mục rất dễ thương thưa quý vị. Và bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Dạ em chào anh Bạch Công Khanh, em xin được chào 4 anh chị khách mời. Ủa chị là chị gái em mà em dẫn chị dẫn em về dạ, em con và chào chị gái của em nữa. Và Mộc Anh xin được chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài ạ. Xin chào Mộc Anh, một cái tên rất là dễ thương. Anh Quang Hà ơi, anh thích tiếng hát này không? Quá thích. Lúc nãy là ghen tị với Ngọc Liên, bây giờ là ghen tị với Vân Khánh. Vì đã chọn được ra mình một cái bài hát đã hợp với giọng hát của chị Vân Khánh rồi mà lại còn chọn được Mộc Anh. Hai cái chất này rất là hay và nó còn rất là có hồn và truyền cảm nữa. Thế nên là khi mà hai chị em mà song ca bài hát này như kiểu là được khớp với nhau từ trước đến và đã hát với nhau rất là nhiều lần. Người qua người đẩy qua người để lại và hát bè phối với nhau. Có đôi lúc Hà cảm thấy rằng là chị Vân Khánh là cái người đưa Mộc Anh lên, nhưng có đôi lúc lại là cái giọng hát của Mộc Anh lại đưa giọng hát của Vân Khánh lên. Chính vì thế nên là hai cái giọng hát nó rất là hòa quyện và một dùng rất thành công của cả hai người. Cảm ơn Quang Hà. Và vẫn không tin là họ mới gặp nhau lần đầu đấy ạ. Chị Ngọc Liên ơi, mình nghĩ sao về tiết mục này ạ? Em có giọng ca rất là sáng. Mà cái bài hát này là bài hát khó. Tại vì cái bài hát này cái quãng nó rất là cao. Khi mà cái nốt cao cao lắm và cái khi nốt trầm trầm lắm, thuở mẹ gặp cha nó rất là thấp. Mà chị nghe chị canh thử coi cái em xuống có tới không, nhưng mà em vẫn làm tròn, vẫn xuống tới. Cái giọng em thật sự là sáng. Mà cộng với lại hôm nay em được chị Vân Khánh hỗ trợ quá tuyệt vời. Hai chị em hỗ trợ qua lại mà cách diễn dễ thương vô cùng luôn. Hai chị em rất là tự nhiên, giống như đi về quê rồi chào. Hôm nay cái xí xí cái này là mình bắt chước anh Kim Tử Long, học lóm được của ảnh chứ bộ, cái diễn hay quá. Đúng rồi. Em ơi, em mọi người ơi, trời ơi, của nhà anh giàu lắm sao mà đoạn giữa mà hai chị em về quê mà tự nhiên mình cứ nhúng qua nhúng lại để biết làm gì. Mình thêm bài đặt thoại, mặc dù cái giọng nam của bà chị này cũng lơ lớ, không phải là nam rạc, nhưng mà kệ đi, mình truyền lửa cho em để em nó biết diễn hơn cái là em bắt được vô được liền, phải không? Em chào mọi người, em chào bà con đi đó. Cảm ơn chị Ngọc Liên ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của diễn viên Lê Phương. Dạ, em nói thật chứ đến đây á, em chỉ nghĩ rằng là em là diễn viên, nhưng mà bây giờ em thấy chị, em nghĩ chắc chị nên đi đóng phim được á chị Khánh. Chị quá là duyên dáng và em cảm giác là chị dìu được cho bạn rất là tự tin. Giọng bạn đã khỏe, đã hay rồi, mà bây giờ thêm được có chị dìu nữa, hai người phải nói tạo nên một cái tiết mục rất là dễ thương luôn. Và nói thật là giọng của Mộc Anh là cái giọng mà Phương mơ ước á. Tại vì giọng Phương rất thấp, còn giọng Mộc Anh rất cao và khỏe. Nên là nói chung là chúc mừng Mộc Anh hôm nay là gặp được chị Vân Khánh. Và trong số 8 bài hát thì còn bài nào bạn thích nữa không? Dạ còn. Bài gì thế? Bài Tôi Vẫn Nhớ. Bài mà chị Vân Khánh đang lựa chọn luôn. Nghĩa là bây giờ bài nào cũng được hết, bạn có thể hát một câu. Dạ em xin phép nha chị. Bao năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm dầm bóng mát, lòng bâng khuâng nghĩ chuyện vu vơ. Cái này gọi là duyên cho hai chị em gặp nhau rồi. Dạ, rất là duyên ạ. Hy vọng với tiếng hát này Mộc Anh sẽ nhận được bình chọn của khán giả tại trường quay thật là cao. Biết đâu cô ấy sẽ có mặt trong màn song đấu. Gió lai cành cây nhãn trong em còn mong đợi người dân. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nha. Dạ em xin chào anh Bạch Công Khanh. Và lời đầu tiên thì cho phép Ewin xin gửi đến toàn 4 vị anh chị ở đây và tổng thể quý vị có mặt trong trường quay cũng như quý vị đang xem đài qua đài truyền hình Vĩnh Long là chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các khách mời chia sẻ về tiết mục này đi ạ. Xin mời chị Vân Khánh. Xin chào Y Nguyên. Dạ em chào chị. Phải nói từ đầu chương trình đến giờ đây là một cái giọng ca mà Vân Khánh thấy nói rằng là nó rất là bản năng nhất, rất là bản năng. Kể cả cái phong cách cũng vậy. Bụi không nghĩ khi mà bạn bước từ trên đó xuống mà nghĩ là bạn hát cái dòng này đâu. Tại nhìn bạn bụi bặm lắm, ngầu lắm, chắc nghĩ phải rock riết gì trơn. Ông dè ra giọng ngọt quá trời ngọt luôn. Và Khánh thích là ở cái chỗ là bạn có một cái sự mộc mạc như vậy, hát bằng cái tình cảm của mình, bằng cái nội tâm của mình, không qua một cái xử lý kỹ thuật gì hết, nhưng mà cũng chạm được trái tim người nghe. Và đặc biệt rằng là bạn diễn cũng vậy. Nó có cái sự e ngại hoặc là bạn cứ như thế này, nhưng mà bạn vẫn feel trong cái nền nhạc như vậy, bạn không quan tâm. Tức là khi bạn đứng trên sân khấu rồi thì bạn không quan tâm tất cả mọi thứ xung quanh. Cái đó là cái lợi thế của bạn. Kết hợp này đã tạo nên một cái tiết mục rất là hoàn hảo. Chúc mừng bạn. Cảm ơn chia sẻ của chị Vân Khánh . Bây giờ chúng ta sẽ nghe chị Ngọc Liên nói về tiết mục này. Khi mà cất giọng hát lên thì Liên thấy một cái giọng rất đặc biệt, một cái giọng cao lắm. Em hát em rất là khoan thai, giống như là nó không cần một kỹ thuật nào hết, nó không vô một khuôn khổ nào hết. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngọc Liên ạ. Xuôi mái lá nghèo cũng đừng dù phiêu, dẫu mà còn nắng bấy lâu mà dây bầu mày còn không héo, mới mưa dầm mày lại héo dây. Cha ơi sao cha chưa về nhà, trên bếp dưới vắng tanh đời với trong môi mòn, ngoài kia mưa dầm cha còn dầm mưa tàn, cơn mưa dầm mẹ gần về chưa, dẫu mà trời còn ngang năm cứ mưa hoài để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè. Con vẫn ngồi nhang bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong, thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cắm câu. Cũng đừng dục siêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bâu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo dây. Cha ơi sao cha chưa về nhà trơn, bếp dưới vắng tanh, đời với trong mỗi mòn ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm. Mẹ gần về chưa? Anh, ba mẹ mình lâu về quá. Trời mưa vậy á là nước dâng ngập hết rồi nên ba mẹ không về. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ rối mái lá nghèo cũng bưng dột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bâu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo. Trời xa rớt sau hè, con vẫn ngồi nhang bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trân vàng bầu, mẹ chồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cắm câu. Thế nào tia nắng cũng lớn trân vàng bầu, cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cắm câu. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa xong ca cùng anh Quốc Đại. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Vâng, chào anh. Cho phép Thanh Tùng xin được gửi lời chào tới 4 anh chị trong chương trình, toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay, cũng như toàn thể quý vị đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Và em đến từ quê hương lúa Thái Bình. Xin chào Thanh Tùng. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của chị Khánh Ngọc. Trời ơi, cho sẵn chớn cho chị nói luôn, chị không nghĩ là một người giọng Bắc mà hát được dân ca cho miền Nam nó ngọt đến như vậy. Và khi mà bạn lên mà những cái luyến nó chính mà nó đủ nốt, mà luyến chỗ nó hay dễ sợ, nó có những cái nấc riêng của dòng nhạc dân ca chỗ bạn hát chỗ mà nghe mà mình say mê. Đó, chị với em ngồi ở dưới mà nghe rất là say mê. Và khi mà vừa kết thúc xong ca khúc, chị phải đứng lên, bởi vì đó là một cái sự phải nói là ngưỡng mộ của chị, khi mà cái sự kết hợp giữa hai người nó hơn cả cái sự hay nữa. Quá hay, quá tuyệt vời ạ. Dạ, cảm ơn chị Khánh Ngọc. Không biết Duyên Quỳnh bạn nghĩ sao? Để mà hát được bài hát này mà chạm được tới trái tim của người nghe, em nghĩ là cần phải là một nội công rất là thâm hậu thì mới có thể truyền tải được hết cảm xúc bài này. Nhưng mà hai người quá tuyệt vời, em không biết nói gì hơn nữa, quá hay. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Hồ Trung Dũng. Tùng hát dân ca Nam Bộ không nói rồi, nhưng mà em mang một cái màu rất là riêng vào trong cái bài này. em xử lý khác với anh Đại. Nhưng mà không biết sao anh cảm giác đúng là hai anh em với hai cá tính trong một ngôi nhà, anh hình dung được cái cảnh trong nhà luôn. Và nó làm cho anh là xém khóc mấy lần, thật sự là như vậy. Bài hát này là bài mà anh mê từ nhỏ nữa. Cho nên khi nghe bài hát này, nghe được hai người kể chuyện chứ không còn là hát nữa. Hoài một bóng người tôi, tình đã khơi rồi mong khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đầy ngăn cánh rồi cũng súng vầy mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng như con thuyền đổ bên tình ngài, gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn. Âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi thay. Hoa thắm rồi có khi tàn, tình ấy chỉ đến một lần, tâm tư thương hoài ngàn năm. Bóng hình ai, tình đã khơi rồi mộng khó nhạt phai. Trăng khuyên rồi có khi đầy ngăn cánh rồi cũng súng vầy mây bay bay hoài ngàn năm. Lòng những con thuyền đổ bên tình yêu, ngày gió mưa chiều thuyền vẫn còn neo. Ai đó dù có hững hờ, ai đó dù đã âm thầm ra đi ôm trọn niềm thương. Gian âm thầm như nước về khơi, lòng chót yêu người tình khó đổi. ngàn năm. Phần bình chọn thuộc về quý vị khán giả tại trường quay. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây. Nếu như chọn cho Diệu Ly nhấn phím A, Thanh Tùng chúng ta nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả bắt đầu. Trước khi đến với kết quả này thì Khanh rất muốn nghe nhận xét của 4 khách mời về tiết mục này. Rõ ràng là khi mà bắt đầu ca khúc này thì anh thấy Tùng chơi rất đẹp. Bởi vì đây là ca khúc của em, nhưng mà em đã quyết định chọn một tông thuận lợi hơn cho bạn nữ. Và em hát ở cái quãng giọng ở dưới nó thấp hơn, nhưng mà hôm nay em hát rất tốt, nhẹ nhàng, đỉnh đạt, đi vào lòng người. Cảm ơn em đã chọn ca khúc này và Diệu Ly đã làm rất là tốt. Chúc mừng em. Em thấy hả, hai bạn ngày hôm nay đứng trên sân khấu rất là tuyệt vời. Lại sao lại nhường nhịn mà tao nói nó say mê lắm. Tôi nhìn cô này là tôi thấy say mê. Điềm đạm khi mà mình chọn về nếu như là mình chọn về cái bài của mình thì mình phải chọn cái bài lợi thế về mình, tông giọng cũng phải về mình và những cái nốt đẹp tỏa sáng cũng phải là của mình. Nhưng mà đối với Tùng thì chị thấy là có một cái sự nhường nhịn rõ nét, rất rõ nét. Nhưng mà không vì thế giọng bạn lu mờ, mà giọng bạn rất là đẹp. Ôi còn gì để nói, nhưng mà sự kết hợp này Ngọc thấy là nó vẫn có sự hòa quyện rất là đẹp. Dũng nghĩ là đối với chuyện song ca thì cái việc mà nhường nhịn cái người hát chung là một điều rất là quan trọng. Em đã để cho Ly có những cái chỗ để tỏa sáng. Còn Ly thì vẫn như mọi khi, chất giọng của em có một cái nét rất là riêng. Em hát dòng nhạc nào em cũng đưa cái riêng của mình vào đó và nghe rất rõ một cái sự sang trọng, một cái sự hơi tân thời hơn, nhưng vẫn có mong manh gì đó để dựa vào người đàn ông rất là vững chãi, rất là chắc này. Vì thế anh nghĩ rằng là đây là màn song ca thành công. Chúc mừng cả hai bạn. Cảm ơn các khách mời một lần nữa. Và bây giờ chúng ta phải gửi một lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả tại trường quay nữa, bởi vì chính họ sẽ là người giúp cho chúng ta biết người chơi nào giành chiến thắng hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ trên màn hình chính sẽ hiện ra hai con số. Đó là bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Diệu Ly và Thanh Tùng. 58% và 42%. Nghĩa là có một người nhận được 58% và người còn lại là 42%. Người chơi nhận được 58% chính là người chơi giành chiến thắng tại song ca giọng mặt. Ai cũng biết đó nha. Và kết quả là Thanh Tùng. Chúc mừng Thanh Tùng. Giải thưởng của bạn là 10 triệu đồng tại song ca giấu mặt. Chúc mừng bạn. Thanh Tùng cũng là người chơi song ca với anh Quốc Đại. Chúc mừng anh. Em nợ anh một câu yêu thương trong mai này, xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sum vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt giấu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Giác đau nhất với em không phải là sự chia ly, mà là lúc hai đứa nhìn nhau chẳng thể nói với anh điều chi. Vì trong tâm trí em mãi phân vân, vắng tình yêu đó có anh rất gần. Hãy sống cho người thân và em dấu anh trong những bước trái. Chị em thêm can đảm thay vì mang yêu thương cho dấu. Thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Phải chị em không cần lo lắng, yêu anh vô tư như nắng. Giờ như một lần được sống cho riêng mình. Em nợ anh một câu yêu thương cho mai này. Xin hẹn nhau một kiếp sống khác ta sương vầy. Ở nơi đó không phải lựa chọn con tim hay lý trí. Em nợ anh thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ anh giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu người. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát này. 3 Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Và hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ. Lời nói đầu tiên Minh Nguyệt xin chào bốn vị khách mời có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, xin chào anh MC đẹp trai ạ, và tất cả các bạn đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả đang xem đài. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Minh Nguyệt. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những chia sẻ của các khách mời khi mà thưởng thức tiết mục này. Phải nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc khi có chị Liên, Ngọc Liên đã hỗ trợ em. Phải nói là quá nhiệt tình luôn, và Liên đã hát hết mình và đã bè những cái quãng rất là cao. Em cảm ơn chị ạ. Và nhưng mà có một thế này nè, cái giọng của em nó là cái giọng nó trầm, khá là trầm. Tại nhiều khi em hát em thể hiện cái tâm trạng quá, cái nội dung cảm xúc á, thì cái đó mình để ý chút xíu thôi. Còn cái phần biểu diễn hôm nay em cũng rất là máu lửa theo chị Liên. Phải nói rằng là chúc mừng cho tiết mục của hai chị em, rất là tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Bác xin chúc mừng hai chị em có một phần trình diễn bài hát khó. Bài này không đơn giản, nghe thì mọi người thì nghe thấy nó dễ dàng, nhưng mà để mà ghép thành song ca nữ với hai cái chất giọng nó khá là khác biệt nhau như thế này thì nó không đơn giản. Nhưng mà lần đầu tiên hai chị em bắt gặp nhau mà hát rất là tốt. Chị Liên rõ ràng là đã có cái sự nâng đỡ rõ ràng đối với em. Thực ra chúng ta đều là những cái bản thể rất là khác biệt với nhau, và nếu mình tỏa sáng theo cách của mình thì ít nhất mình cũng được là mình, và mình có cái thứ ánh sáng của riêng mình. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách cũng như là các khách mời.